Chào các bạn quay lại với môn học thiết kế và lập trình web kinh doanh 1. Thì trong bài học này chúng ta sẽ uh, tiếp tục uh, với phần đó là các tác định dạng ký tự ha. Thì web 1 cung cấp một loạt các tác định dạng ký tự như sau. Cụ thể là cái tác B là giúp in đậm. Em thấy không? B là in đậm. Ví dụ như là uh, chúng ta muốn nó đậm lên thì chúng ta bỏ cái chữ đó trong cái thẻ B. Chúng ta muốn in nghiêng chúng ta để trong thẻ Y chúng ta muốn nó gạch chân gạch dưới đó chúng ta dùng thẻ u và chúng ta muốn chữ cố định thì rộng cố định chúng ta dùng thẻ tt ha rồi chúng ta muốn định dạng mà giống như công thức hóa học về công thức H2O chẳng hạn em muốn số 2 nó ở bên dưới như thế này thì chúng ta dùng thẻ sub ha su b bò ha chúng ta muốn là x uh, bình phương giống như phương trình bậc 2 thì chúng, chúng ta dùng là sub -risk, đó là sup phở ha rồi ngoài ra chúng ta còn có thể phong rất là linh động Dùng thẻ phong này chúng ta có thể định dạng được kích thước của chữ này, màu chữ, kiểu chữ, vân vân rất là nhiều ha. Rồi trước mặt chúng ta làm cái ví dụ mà thầy làm sẵn uh, minh họa uh, về uh, cái phong chữ. Ví dụ như là ở thẻ phong này thẻ phong ha mà chúng ta muốn cái phong chữ đó nó có phong chữ là gì thì chúng ta thay bằng cái face. Ví dụ ở đây là Idol, mà em muốn là temperament thì em đưa temperament vào. Vậy thôi ha. Size bằng 4pt là kích cỡ nó bằng 4pt. Uh, color bằng red tức là tất cả các chữ nằm trong này nó sẽ có màu đỏ. Rồi nhưng mà thì tất cả những cái thành phần mà nằm bên trong cái nó nằm bên trong nó thì nó sẽ được quy định bởi thằng cha nó. Nhưng mà lưu ý đối với web thì nó chỉ quan tâm tới những cái định dạng sát nó nhất thôi. Ví dụ như cha đó quy định màu đỏ nhưng con nó quy định màu xanh thì nó cứ theo thành con nha. Tức là nó chỉ quan tâm đến tầm vực ảnh hưởng gần nhất. Rồi phía dưới ở đây em thêm cái thẻ b nó có uh, dùng thêm cái thẻ superscript ha đó là a x bình phương còn bên dưới là h2o thì chúng ta dùng là subscript đó rồi bây giờ thầy với em cùng mở Visual Studio lên chúng ta sẽ thực hành một số các thẻ định dạng ký tự để chúng ta quen tay nha tại vì đây là những thẻ quan trọng mà hầu như các website nào cũng phải có kể cả website cùi bắp nhất rồi em mở Visual Studio lên bài của chúng ta là bài 0306 đúng không ta bấm chuột phải vào dự án này chúng ta add này new một trang đặt cho thầy là 03.06 rồi ở thẻ định dạng ký tự chấm html nha Đây bây giờ chúng ta được học cái gì thẻ b đúng không thẻ b bò đó à, là i love you in đậm chữ b lên ha in đậm chữ love lên thì chúng ta đưa thẻ b vào này đẩy chữ lớp vào bên trong thẻ B này là in đậm này ha. Nhớ có sẹt là thẻ mở thẻ đóng nha. Sẹt là thẻ đóng này, B này là thẻ mở này. Bây giờ chúng ta với view lên chúng ta làm được cái thẻ nào chúng ta, ta thử ha để chúng ta có cảm giác. Bấm chuột phải chúng ta view in browser. Rồi chúng ta thấy I love view in đậm em thấy không? Không thấy gì đúng không? Thì phóng to ra thấy này in đậm ha. Rồi, Tương tự như vậy, chúng ta muốn uh, gạch chân. Ta xuống dòng đi ha, ta dùng BR xuống dòng cái. I had you. Thẻ U. Rồi U. Nói với nó. Rồi ta chạy lại ha, ta bấm chuột phải, chúng ta view lại. À như vậy had, chúng ta thấy không, có gạch chân bên dưới không? Ok. Bây giờ chúng ta in nghiêng ha, À, chúng ta dùng thẻ B để xuống dòng thử nha. Đây. I like you. Ví dụ chữ like mình cho nó in nghiêng. Đây. Refresh ha F5, ta thấy không? I like you. Thì chữ like nó nghiêng này. Rồi, đó là chúng ta phân biệt là ba cái tính năng khác nhau của thẻ B là in đậm, thẻ U là gạch chân, thẻ Y là in nghiêng. Nhưng bây giờ chúng ta phải phối hợp Ví dụ như bây giờ là chúng ta vừa in đậm với in nghiêng ha. In đậm tức là chữ nó mập lên, in nghiêng là duyên dáng. Như vậy thì chúng ta muốn cho một cái chữ nó vừa mập vừa duyên dáng thì chúng ta làm như thế nào đây? Ta phối hợp như sau. Có ha. I miss you. Thì miss này chúng ta vừa in đậm Vừa in nghiêng nhá. Thì chúng ta cho thẻ B. Và bên trong cho thẻ y. Thế là chúng ta phàn cái từ miss vào bên giữa thẻ y này ta thì phép lại ha là ai miss you em thấy không là vừa in đậm vừa in nghiêng này bây giờ mình cho nó gạch chân luôn ở đây mình cho xuống dòng thì dễ nhìn nha đây refresh lại này mình cho nó gạch chân thì thẻ u mình để đâu được tại vì cái thứ tự xuất hiện không quan trọng em lưu ý nha khi chúng ta học là thấy thầy là để bi thì em có thể để y trước b sau cũng được không sao cả không quan trọng và đến thẻ u Đấy thẻ U chứa nguyên đám này Tôi refresh lại Đây nó vừa in đậm với in nghiêng về gạch chân em thấy không Nghe chưa Rồi đó là phần minh họa về ba cái thẻ cơ bản nhất Thẻ B là in đậm, thẻ U là gạch chân, thẻ Y in nghiêng Bây giờ thầy sẽ minh họa thêm một số cái thẻ khác Cụ thể là cái thẻ về gì? Subber và Subberif ha Ví dụ là chúng ta làm công thức là à, O2 H2 cộng O2 bằng H2O ví dụ vậy đi. Tức là gõ đại vào chúng ta đừng có quan tâm là công thức hóa học đúng hay sai. Chúng ta quan tâm là chúng ta đã dùng được cái cú pháp HTML vào vấn đề là gì ghi công thức hóa học là được nha. Như vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây? À, chúng ta xem nha. Chúng ta có một thẻ b. Quan trọng là chúng ta thấy là H2 này cộng O2 này bằng H2O. Còn nó là H2 mấy mặt xác nó mình đã quan tâm. À, mình học web mà. Thì bây giờ em sẽ có hai đưa xuống đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng cái thẻ sub rip nó viết tắt là của từ sub rip đó. Rồi. Tương tự như vậy, sub à, số 2 mình đưa vào. Ở đây chúng ta có sub. Rồi đưa hai vào giữa. Sau đó chúng ta lưu lại ha. Nhớ lưu lại rồi chúng ta refresh lại này. Em thấy là H2 cộng gì? O2 bằng H2O Nó đơn giản tới mức mà chúng ta không thể nghĩ ra được rồi bây giờ chúng ta thử làm công thức uh, phương trình bậc 2 coi ha ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 thử nha. Tiếp tục một cái thẻ B nè. Đây, chúng ta có gì? À ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0. Ok. x đưa lên mũ uh, mũ 2 thì ở đây chúng ta sẽ có là subridge là b b phở đó ha, đưa hai vào bên trong. Rồi, ta refresh lên Anh thấy không? Nó là AX bình phương không cộng C bằng 0 Thế thì nếu như mà có một giảng viên nào đó dạy về toán cao cấp Nhờ chúng ta soạn danh sách các công thức toán học đưa lên web thì làm được không? Chúng ta sẽ làm được ha, nhưng mà làm rất là lâu Tại vì khi làm công thức toán học đó, nó có cái tích phân nó có cái sigma um sùm đó thì mấy ký tự này nó không đáp ứng được thì chúng ta sẽ học thêm một cái khác là LaTex thì cái đó anh minh hiểu sao nha rồi như vậy là tới đây thầy đã kết thúc xong cái bài học các tác định dạng ký tự. Cụ thể là các em đã làm được các thẻ B là in đậm này, U là in nghiêng này, I à, U là gạch dưới này, y là in nghiêng này và phối hợp lại vừa in đậm vừa in nghiêng vừa gạch chân như thế nào. Cũng như là chúng ta làm được cái bài so sánh giữa cái superscript và superscript và sub -RIP để chúng ta làm công thức hóa học và toán học. Thì các em nhớ coi lại lý thuyết và thực hành lại những cái gì thầy đã làm. Chúc em thành công hẹn gặp các em ở bài học tiếp theo đó là bài tác trang trí hình ảnh